Xin chào quý bạn. Nhìn cái xe này thì đẹp quá, thật sự là nhìn cái yêu ngay. Hyundai Santa Fe 2019, đây là phiên bản mới nhất. Đây chưa phải bản cao cấp nhất đâu các bạn ạ, nhưng mà nó cũng đã gần như là full option rồi. Chúng ta sẽ có một chiếc xe gầm cao 7 chỗ, trang bị rất nhiều các công nghệ hiện đại, và giá cả thì cũng rất là phải chăng, chưa đến 1.2 tỷ. Đó chính là Hyundai Santa Fe, máy xăng bản đặc biệt, dẫn động thông minh HTRC, máy xăng 2.4 lít đi kèm hộp số tự động. Chiếc Santa Fe này thì khi mà thời điểm nó ra mắt cách đây khoảng tầm 7-8 tháng gì đó, cũng hứng khá nhiều những gạch đá của dư luận. Bởi vì khi đó thì Hyundai thành công chơi một cái bài có thể nói là mang nặng tính truyền thông. Họ tung ra một mẫu xe bản tiêu chuẩn thôi, và họ nói đó là bản đặc biệt. Giá thì được đồn thổi lên mức khoảng 1.6-1.7 tỷ rồi đấy, tức là ngang với những chiếc Ford Everest ở thời điểm lúc bấy giờ. Và khi đó thì cả thị trường nhao nhao lên về việc là tại sao một chiếc xe như thế này, Hàn Quốc công nghệ như thế này như kia, về Việt Nam cắt như thế này mà giá lại cao như vậy. Cho đến khi mà tất cả sôi sục lên thì Hyundai thành công mới chính thức trưng bày cái bản đặc biệt của nó, chính là cái bản chúng ta đang quan sát này. Nó có gần như đầy đủ mọi thứ, kể cả những công nghệ tiên tiến nhất, ví dụ như hệ thống cảnh báo điểm mù bằng radar nhé, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo mở cửa hỗ trợ chuyển làn. Đó là những công nghệ theo tôi nghĩ là ở thời điểm hiện tại nó rất là thông minh, và chiếc Santa Fe này cũng đã được trang bị đầy đủ. Ở phía sau này thì chúng ta cũng sẽ có sẵn đầy đủ camera lùi, cảm biến lùi, cảm biến góc, một chiếc cốp điện thông minh chống kẹt, và trẻ con cũng có thể mở được vì nó rất nhẹ, chỉ một nút bấm thôi. Toàn bộ khoang không gian phía trong xe được bố trí 7 chỗ ngồi, và tất cả đều được bọc da đen đối với phiên bản đặc biệt. Đây là khoảng không gian sau khi chúng ta đã gập cái hàng ghế thứ ba lại, rộng mênh mông để cho các bạn để đồ. Và một ưu điểm của Santa Fe không phải mẫu xe nào cũng có được, chính là khả năng gập phẳng ghế xuống dưới sàn để gia tăng thêm cái không gian chứa đồ. Fortuner thì vẫn giữ nguyên cái hệ thống gập và treo sang hai bên, nhìn nó cứ thế nào ấy. Còn lại Santa Fe thì gần như không có gì để chê. Cửa gió điều hòa cũng đã được trang bị đầy đủ cho tất cả ba hàng ghế và tại mọi vị trí. Tôi nghĩ cửa gió điều hòa của hàng ghế thứ ba Santa Fe nó thiết kế rất là hợp lý, nó sẽ thiết kế bên cạnh phía mà các bạn để tay ấy. Fortuner thì được thiết kế trên trần, và thường thì cái gió lạnh sẽ dội thẳng xuống đầu của khách hàng. Mới gần đây nhất thì Mazda CX-8, hệ thống điều hòa cho hàng ghế thứ 3 thì được giấu dưới gầm ghế thứ 2, và nó gần giống như cái ống nhựa các bạn luồn ra bên ngoài. Thì tôi cũng không hiểu rõ ý đồ của Mazda lắm. Santa Fe này có rất nhiều thứ hay ho, mà nếu các bạn có điều kiện chúng ta nên ghé qua một chút, qua đại lý để trải nghiệm lái thử. Chúng tôi có sẵn xe lái thử để cho các bạn trải nghiệm. Bây giờ chúng ta vào trong khoang cabin một chút đi, để xem cái mẫu xe này bên trong nó có đẹp như lời đồn hay không. Cái sự sang trọng về cái thiết kế bên ngoài thì các bạn quan sát rồi, mọi chi tiết nó đều ăn nhập với nhau một cách kỳ lạ luôn. Hiện đại ngay từ cái công tắc mở bình xăng đó. Nó rất giống như trên những cái xe châu Âu, chúng ta ấn nhẹ thôi, không phải tìm những cái lẫy công tắc mở tại vị trí người lái nữa. Toàn bộ phần táp ly này cũng được bọc ra hết. Hệ thống loa các bạn nhìn, thiết kế rất đẹp luôn và tạo hình ấn tượng. Chất âm thì hơi tiếc là tôi không thể mở nhạc để cho các bạn trải nghiệm được, vì nó liên quan vấn đề bản quyền. Và hôm nào nếu có cơ hội thì mời các bạn qua đại lý, anh em làm vài ly lên xe này, thích nhạc gì chúng ta mở nhạc đó, nên lúc đó trải nghiệm sờ tận tay tận mắt luôn. Đây là hàng ghế thứ hai, rất là rộng thoải mái.
Đó, bây giờ chúng ta ngó qua chút cái khoang cabin này. Nó không dừng lại ở chiếc xe khoảng 1 tỷ, hơn 1 tỷ nữa rồi. Phải nói là Santa Fe đẹp, đẹp nhất cái phân khúc 7 chỗ hiện tại bây giờ. Đối thủ ở Santa Fe ở Việt Nam thì có một ông trùm nổi tiếng nhất, đó chính là Toyota Fortuner này. Tiếp đến chúng ta có Mitsubishi Pajero Sport, Honda CR-V, và gần đây nhất thì chúng ta có thêm Mazda CX-8. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì nếu phải xét thì tôi nghĩ là Fortuner và Pajero chúng ta nên xếp vào hàng súp xịn luôn, bởi vì do cái thiết kế giữa thân vỏ và khung xe. Còn lại CR-V, Santa Fe và CX-8 thì chúng ta nên xếp trung mâm, như thế nó sẽ hợp lý hơn. Tháng vừa rồi thì Santa Fe chỉ bán kém Fortuner đúng một chiếc, và đây là một điều mà chưa từng xuất hiện tại Việt Nam. Rất có thể là trong tháng tới này thì doanh số của Santa Fe sẽ vượt Fortuner, bởi vì Fortuner chuyển hết sang làm xe lắp ráp trong nước và thị trường đang có dấu hiệu chậm lại do khách hàng hoang mang từ việc xe nhập khẩu nguyên chiếc sang xe lắp ráp. Nói chung nó cũng chỉ là một phần tâm lý thôi, mà tôi nghĩ là tâm lý như vậy thì con số cũng sẽ nói lên nhiều thứ. Về giá bán của chiếc Santa Fe này thì chúng tôi đang bán giá là 1 tỷ 185 triệu, và có hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe. Thông tin chi tiết về lãi suất các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline mà tôi đã đính kèm trên video. Thông số kỹ thuật thì mời các bạn xem chi tiết tại phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn đã quan tâm theo dõi video.